Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lê Thanh Hải tội như núi nhưng vẫn được đảng vinh danh. Dù cho những sai phạm ở Thủ Thiêm đã chỉ ra rằng chính ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh là thủ phạm gây ra nỗi oan ức ngất trời này. Nhưng cho đến nay, ông ta vẫn bình chân như vậy. Từ năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng 5 lần 7 lượt muốn tống ông Lê Thanh Hải vào lò. Tuy nhiên, ông Trọng dường như bất lực và ông Lê Thanh Hải vẫn ung dung. Vào ngày 19 tháng 5, đúng ngày sinh ông Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho ông Lê Thanh Hải và một số người khác. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam trao huy hiệu tuổi đảng cho Lê Thanh Hải thay vì bắt ông này vào lò chẳng khác nào là cái tát vào mặt người dân oan. Đảng vinh danh ông Lê Thanh Hải. Không biết trong 55 năm là đảng viên Đảng Cộng sản, ông Lê Thanh Hải đã cống hiến được những gì? Ông Lê Thanh Hải xây dựng hay phá hoại đảng đây? Đảng Cộng sản hay hô hào nhà nước của họ là nhà nước của dân, do dân và vì dân? Vậy thì một khi quan chức là nhân vật hại dân thì đấy có phải tội đồ chứ sao lại vinh danh kia chứ? Vào ngày 8 tháng 1 năm 2020, khi đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, chịu trách nhiệm chính về những sai phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tại kỳ họp lần thứ 42 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021, ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm ủy ban, đã đưa ra kết luận như thế. Khi đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã kỷ luật luôn cả Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự Đảng ủy Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vì vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn đến tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế, xã hội và đời sống của một bộ phận nhân dân thành phố, gây bức xúc trong xã hội. Kết luận nêu ra, ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam chỉ dám kỷ luật suông chứ không dám mạnh tay với Lê Thanh Hải. Sau kỳ họp này, nhiều nhà quan sát cho rằng sẽ có một cuộc bắt bớ động trời với ông cựu bí thư thành ủy này. Tuy nhiên, đến hết nhiệm kỳ đại hội 12, rồi sang nhiệm kỳ 13, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn không thể làm gì được ông Hải. Theo như thông tin được biết, sau khi kỷ luật ông Lê Thanh Hải, ông Nguyễn Phú Trọng đã gặp phải thế lực ngầm ngăn cản. Được biết, ông Lê Thanh Hải có mối quan hệ rất phức tạp với giới chính trị tại Trung Quốc và giới đại gia gốc Hòa Chợ Lớn. Những doanh nhân này có mối làm ăn phức tạp ở phía Trung Quốc, đó là bà Trương Mỹ Lan. Đã có thông tin cho rằng bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, người làm giàu do được ông Hải bảo kê trong nhiều năm ở thành phố Hồ Chí Minh. Đổi lại, bà trả lương cho cả thành ủy thành phố Hồ Chí Minh mỗi người 10.000 đô mỗi tháng để nuôi một ekip chính trị đầy quyền lực tại thành phố Hồ Chí Minh. Riêng ông Lê Thanh Hải khi còn là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh còn có quan hệ với Chu Vĩnh Khang, cựu bộ trưởng Bộ Công an của Trung Quốc. Ông Lê Thanh Hải nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng. Ở chế độ mà một giáo viên chi sai có là 45 triệu đồng thì bị bắt nhốt và kết án 5 năm tù. Trong khi mà ông cựu quan chức, từng là Ủy viên Bộ Chính trị đã ra quyết định cướp đất để hàng trăm hộ gia đình trở thành vô gia cư thì vẫn ung dung tự tại. Dân mất đất kêu oan suốt hơn 20 năm vẫn chưa tìm được công lý. Chịu không nổi bất công, có người đã quá ức mà treo cổ tự tử. Vậy mà kẻ gây ra nỗi oan ấy không những không bị xử lý mà còn được vinh danh. Vậy thì cái gọi là nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa này đã là cái gì đây? Nó được sinh ra là để bảo vệ dân hay bảo vệ quyền lực? Câu trả lời dành cho ông Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Lê Thanh Hải tội như núi nhưng vẫn được đảng vinh danh. Bế mạc hội nghị Trung ương 7, kết quả lần thượng đài giấu kín được bao lâu? Sau hơn 2 ngày đấu đá thì ngày 17 tháng 5, hội nghị Trung ương thứ 7 cũng bế mạc. Như mọi khi, ông Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ. Ngoài những ngôn từ sáo rỗng quen thuộc thì không có thông tin gì về kết quả đấu đá. Họ hoàn toàn giữ bí mật trước báo chí. Trước khi kỳ hội nghị Trung ương này diễn ra, ông Nguyễn Phú Trọng đã chuẩn bị rất kỹ. Ngay từ tháng 2, ông đã chuẩn bị quy định số 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm với Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Trong 2 ngày họp cũng diễn ra trò đấu đá,
nhưng kết quả thì giữ bí mật, báo chí không được hé răng nửa lời. Hội nghị Trung ương lần thứ 7 bế mạc nhưng kết quả đấu đá vẫn chưa được công bố. Có lẽ chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam không muốn thông tin lọt ra ngoài, không muốn để xã hội đàm tiếu chăng. Thực ra mà nói, nếu có nhân vật nào bị truất phế vì tín nhiệm thấp, thì trước sau gì cũng phải công bố. Lần lấy phiếu tín nhiệm lần này được xem là lần luận tội ông Phạm Minh Chính. Như cách đây 11 năm, ông Nguyễn Phú Trọng đã làm đối với ông Nguyễn Tấn Dũng. Lần đó, ông Nguyễn Tấn Dũng vượt qua thiên la địa võng của ông Tổng Bí Thư Giang Gia. Còn lần này, ông Phạm Minh Chính có vượt qua được hay không thì chưa biết. Phải đợi đến ngày 22 tháng 5, lúc đó kết quả buộc phải công khai. Vì ngày đó, kỳ họp Quốc hội sẽ được khai mạc và cũng như mọi khi, Quốc hội chỉ có việc gật đầu những gì mà Hội nghị Trung ương lần thứ 7 đã quyết mà thôi. Ngày 13 tháng 5, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trình bày trong báo cáo về việc chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội tại phiên làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng kỳ họp Quốc hội thứ 5 của Quốc hội khóa 15 khai mạc vào ngày 22 tháng 5 sẽ bàn về vấn đề nhân sự trong ngày làm việc đầu tiên. Quốc hội bàn về nhân sự thì Hội nghị Trung ương 7 cũng là hội nghị sắp xếp nhân sự. Tuy ông Bùi Văn Cường chỉ thông báo về nội dung sẽ làm việc tại kỳ họp Quốc hội, nhưng dưới quan sát hiểu là tại Hội nghị Trung ương 7, Bộ Chính trị cũng đã quyết về vấn đề nhân sự. Bởi bản chất của chế độ này là lập ra Quốc hội chỉ để mà gật. Họ gật những gì Bộ Chính trị đã quyết tại Hội nghị Trung ương Đảng mà người dân chẳng hề được tham gia. Khi ông Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị cho việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư thì ai cũng hiểu đấy là cách mà ông Trọng muốn mượn Trung ương Đảng để loại bỏ một ai đó. Vấn đề là kết quả thế nào thì cho đến giờ vẫn chưa ai được biết, ngoại trừ những người trong cuộc. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này cũng là để xã hội đánh giá về thanh kiếm tuy mới mà lại cũ này, liệu nó có được mài bén hơn hay không, hay cũng chỉ là thanh kiếm cồn như cách đây 11 năm. Nếu ông Trọng mà quật được Phạm Minh Chính thì có thể nói trong Đảng Cộng sản hiện nay không ai mạnh bằng Nguyễn Phú Trọng, còn nếu không quật được thì thế lực của Nguyễn Tấn Dũng có cơ hội nổi lên sau 3 năm nữa. Liệu ông Phạm Minh Chính có bị phế truất không thì ngày 22 tháng 5 sẽ rõ. Hiện nay trong bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam còn thiếu 2 ghế ủy viên Bộ Chính trị. Ghế bị thiếu là Phó Thủ tướng Thường trực và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Tuy nhiên hiện nay cũng đang thừa 2 ghế ủy viên Bộ Chính trị. Đấy là ghế Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Vị trí này chỉ cần là ủy viên Trung ương Đảng nhưng lại đang được một ủy viên Bộ Chính trị nắm giữ. Vị trí còn lại là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Vị trí này cũng chỉ cần ủy viên Trung ương Đảng nhưng cũng đang được một ủy viên Bộ Chính trị nắm giữ. Thừa 2 và thiếu 2. Nếu thuyên chuyển thì vừa đúng số lượng, nhưng có lẽ Bộ Chính trị sẽ không thuyên chuyển mà bầu bổ sung. Hai người cần bầu bổ sung của Bộ Chính trị là ông Trần Lưu Quang, đang là Phó Thủ tướng Thường trực không chính thức, và ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Có lẽ lần thượng đài này ở Hội nghị Trung ương 7, các phe phái chỉ lo đấu đá nhau chứ không bầu bổ sung. Nếu đấu đá ngã ngũ thì bầu bổ sung vẫn chưa muộn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin bế mạc Hội nghị Trung ương 7. Kết quả lần thượng đài giấu kín được mấy hôm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung ương.